có để ý rằng khi xem phim cổ trang hoặc những clip có cảnh cưới ở Hàn, cô dâu luôn khăn tay để trong áo trên suốt buổi lễ. Đó chính là nghi lễ kết hôn đặc biệt ở Hàn. Chiếc áo mà chàng họ mặc chính là chok kui, lễ phục cấp bậc cao nhất của vương phi và thế tử phi của Triều Tiên, bắt nguồn từ trạch y của Trung Hoa. Sau này nhà Minh tặng cho vương phi Chu Sơn một chiếc trạch y và từ đó trở thành lễ phục của các phi tần trong dịp lễ. Chok kui được mặc vào lễ sắc phong phi và chỉ có vợ chính thất của vua, thế tử, vương tử được mặc. Màu sắc của chok kui thay đổi theo từng thời gian, nhưng có hai màu thường thấy nhất: màu đỏ cho các vương phi thời Châu Sơn Vương quốc và màu xanh cho hoàng hậu thời Đại Đế quốc. Ngày xưa theo chế độ phân chia giai cấp nặng nề của Hàn, thì hoa văn chất liệu, màu sắc của hanbok được dùng để phân biệt tầng lớp xã hội. Của vua chúa thường thiết được các họa tiết sang trọng như rồng phượng được in chìm hoặc theo tay trên nền các chất liệu lụa satin gấm. Một họa tiết thường sử dụng phổ biến là hình tròn âm dương hay hình tròn chia làm ba phần với ba màu cơ bản là đỏ, vàng, lam. Trong ngày lễ cưới rất nhiều loại trâm, hoa cài, mũ, dây buộc tóc được sử dụng để mang nhiều màu sắc đa dạng tạo thêm điểm nhấn. Các mũ cưới thường gồng gành nặng như thể hiện sự trang trọng của cấp bậc cao quý. Các bạn có thắc mắc cưới thường dân thì mặc gì không? Đón chờ vào clip tiếp theo của mình nhé.